Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai hôm nay tổ chức hội nghị tập huấn thông tư số 09 ngày 16 tháng 10 2023 của Bộ Xây dựng về ban hành sửa đổi quy chuẩn 06 năm 2022 của Bộ Xây dựng về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà, công trình và đối thoại với các doanh nghiệp còn khó khăn vướng mắc trong công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh. Tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi cùng lãnh đạo các sở ngành địa phương liên quan. Hội nghị đã nghe các đồng chí báo cáo viên từ Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an và Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng Bộ Xây dựng truyền đạt những kinh nghiệm kiến thức trong việc thực hiện các quy định, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy, qua đó nâng cao kiến thức pháp luật của các tổ chức cá nhân trong thực hiện các quy định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng cháy và chữa cháy khi tiến hành các hoạt động đầu tư xây dựng, hướng dẫn phổ biến các quy định mới của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình, trao đổi giải đáp những khó khăn vướng mắc trong quá trình áp dụng quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, tăng cường và nâng cao hơn nữa công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, phòng cháy và chữa cháy, đồng thời đây là một trong những nội dung quan trọng của công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Văn Phi đề nghị các đại biểu tiếp thu, vận dụng hiệu quả các quy định vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được phân công, yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương, các chủ đầu tư, tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, áp dụng thực hiện có hiệu quả nội dung Thông tư số 09 ngày 16 tháng 10 năm 2023 của Bộ Xây dựng, bảo đảm đúng quy định.